Các đường phố ở thành phố Tampa, Florida bị ngập lụt vào ngày 5 tháng 8 sau khi một trận mưa như trút nước từ cơn bão nhiệt đới Debbie đổ xuống khu vực này. Debbie đã làm ngập miền Bắc Florida và làm thiệt mạng ít nhất 6 người giữa lúc cơn bão đang suy yếu này di chuyển về phía các tiểu bang Georgia, North Carolina và South Carolina, dự kiến gây mưa lớn và lũ lụt trên khắp khu vực trong một tuần tới. Cơn bão di chuyển chậm đã tràn vào bờ biển vịnh Florida vào khoảng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 8, tức 7 giờ tối qua theo giờ Việt Nam, với cường độ bão cấp 1 trong thang đo 5 cấp của Mỹ. Cơn bão mang theo sức gió mạnh lên tới 130 km/h khi đổ bộ, nhưng tốc độ đã giảm dần khi tràn vào đất liền. Theo dự báo, bão Debbie sẽ băng qua Georgia và di chuyển ra Đại Tây Dương vào đêm 6 tháng 8 theo giờ địa phương, sau đó mạnh lên trở lại khi đổ bộ lần thứ hai, có thể là ở South Carolina.